ba ký mới ra lò nè, thịt chắc nịch luôn, thấy không? Mấy chị mua bên ngoài mấy chị sẽ không thấy người ta giao rõ ràng thịt chắc như bên em vậy không? Muối xong tới lúc mà vừa ăn rồi xong cái bắt đầu ra tát ra sạch vậy nè, làm sạch hết trơn luôn rồi xong rồi cái bắt đầu trụng nước sôi nữa đó, thịt chắc nịch. Mỗi lần trộn mà thấy nó chảy nước miếng luôn. Em trộn sẵn là nước ngon gì rồi, xong cái về cái chị nào muốn ăn gỏi á, cái nước này là ngon rồi, mấy chị muốn ăn gỏi, mới là mấy chị muốn ăn cái gì đó mấy chị để vô, đậu đũa nè, cà rốt nè, rau này rau kia là mấy chị muốn để vô, cái này mấy chị sẽ để vô là nó vừa ăn hết rồi, không cần phải nêm nếm gì nữa. Nước này nó chua ngọt ngọt ngon dữ lắm, chứ nó không phải giống như bên ngoài hay siêu thị bán ngọt như nấu chè đâu. Cái này với lại dưa mắm bên em, dưa mắm với lại dưa mắm ăn mặn với lại dưa muối ăn chay á, nó cũng nó ngon, nó em trộn nó cũng chua chua ngọt ngọt vậy đó, chứ nó không có giống như bên ngoài làm ngọt như nấu chè hay là mặn cát mặn lòi, không có đâu. Chắc mình nữa càng ngày mấy bự chà bá nó ấy nè.